Kính chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay em về DK Đắk Lắk King. Thì như trong clip lần trước em có giới thiệu thì hai anh em hợp tác chiến lược, em và Quang Thành Audio, âm thanh Kinh Như và Quang Thành Audio. Hôm nay này em giới thiệu với toàn thể các bác DK OK101 và OK6210. Bây giờ em sẽ tháo OK6210 ra cho các bác cùng xem nhé. Còn đây là OK101 này. Đấy, đây là cụ bát này. Cụ bát của OK101 là tép của Citizen Anh Quốc và bát của BNC Ý đó. Loa đồng trục. Con này thì có lợi thế là nó có một cái trường âm rất là hay nhá, nghe nó rất là đầy đủ, cụ thể, rõ ràng. Đấy. Đây là cái loa bây giờ anh em chúng em đang tháo ra. Đấy. Còn đây là cái thùng nó vừa tháo sẵn cái bát rồi. Bát tép để riêng một chỗ của cái thùng này là nhiều cái nó bị sứt mẻ nhiều quá là tháo ra là sẽ vệ sinh. Nhà sẵn đồ nên là ngày mai là sẽ sơn sửa lại toàn bộ thùng. Đó, cho đẹp. Các bác nhìn quả phân tần của nó kinh hồn bạt vía này, ghê gớm chưa? Đây cả Đắk Lắk King. Bãi xịn nhá. Đôi này thì hiện tại bên em đang chào bán với mức giá các bác không tưởng tượng được đâu. Đắt lắm. 9 triệu một đôi báo ship nhá. DK. Đấy. Bãi xịn. Thương hiệu thì đến từ Anh Quốc, còn sản xuất gia công lắp ráp thì tại Mazen China. Các bác nhá. www.danlakking.com. Đấy. Đây là DK OK6210. Đó. Nhìn cái quảng mạch phân tần của nó kinh hồn bạt vía luôn. Còn đây là OK101 này, về nó hơi bị xấu một tí thì vừa có rảnh rỗi tháo ra. Nhưng mà tháo ra bắt đầu em mới nhớ ra là bây giờ tháo ra rồi nhưng phải quay lại đã. Đấy các bác nhá, tháo rồi nhưng phải quay lại đã. Đây là cái thông số của cái con 6210 này. 350W RMS, công suất chương trình là 700W. Kêu hết cỡ là 126 dB, nhạy 95 dB, 4 ohm. Và loa này nó có một jack speaker input rồi nhá. Con này thì nó có một dốc speaker input thôi. Và các dòng này thì là nó trong series là phòng trà hoặc là chơi ở trong những không gian nó kín. Đấy. Yeah, chắc thế nhỉ. Chắc lắm. Đây rồi. Em sẽ cho các bác xem cụ bát trước. Đây là cái bát của OK6210 nhé. Đây là của nó bát. Bát của nó chất lắm. Bát của BNC. Và hãng DK là có mấy ông kỹ sư người Anh ấy là ngồi nghiên cứu và họ ghi luôn design in này. Đấy, cái cụ kèn em sẽ nhấc ra. Đấy. Kèn này là vật liệu kèn là bằng composite và cổ là thép neo nha. Check neo. Xịn, bãi xịn luôn. Nghe là các bác chơi thì không phải suy nghĩ đâu nhá. Bây giờ em chính thức em lấn sân sang mảng karaoke gia đình Pro. Để các bác chơi những cái dòng cao cấp như này, nghe nó sẽ hay hơn các hàng phổ thông rất là nhiều. Kèn, vật liệu kèn là bằng vật liệu composite, tức là sự kết hợp giữa sợi amiang và keo epoxy. Chúng ta sẽ có là vật liệu kèn bằng composite, sợi tổng hợp. Đó, đây là cái bát của nó. Bát này độ nhạy thấp thôi nhưng mà công suất nó lớn lắm. Bởi vì con bát này cái dây cồn của nó quấn to đùng luôn. Nó không phải là quấn dây bé đâu, quấn dây rất là to. Và con này cổ cồn cao nhá, cồn của nó cồn cao. Con này thì là chuyên về đánh các giải tần số trung trầm và thấp. Nó đánh tiếng bát rất là nực. Đây là cụ bát của nó này. Đấy. Đây là cái con 6210. Đó, phân tần của nó thôi không kể nữa nhá. Còn đây là DK OK101, con này thì series là loa 25. Và đây cụ bát đây, em vừa tháo sẵn ra bởi vì nó như này này. Về thì nói thẳng các bác chả có cái hàng nào về phát đẹp ngay. Các bác thông cảm. Về nó tùy từng lô, bởi vì có lô ví dụ có 100 đôi hay là 10 đôi hay là 30 đôi hay là 50 đôi gì đấy thì nó có những cái nô ấy về tình trạng còn rất đẹp, bởi vì là hàng tháo ở trong phòng. Có những cái phòng ấy nó cũng đây ốc cũng gì này là hàng tháo trong phòng, có những cái nô thì là nó lại để ngoài trời nên là nó bị sứt mẻ rồi nó chảy xước rất là nhiều. Nên về anh em là sẽ sơn trà bả lại nó sẽ đẹp hơn. Và bên em bán hàng thì nói luôn tình trạng có thế nào thì sẽ báo cáo luôn các bác thế chứ không có đơn khươn.
đây nhá, Oka 6210. Thùng rất là đẹp, sử dụng hai vật liệu bông tiêu âm nhé, bông thủy tinh và bông trắng đó. Này là các bác chơi thế nào cũng được. Ngoài ra thì em có về thêm các dòng cao cấp như là Freeway, TVay, SP4TI. Thì bát là đang tháo ra vệ sinh rồi. Và đợt này em làm thì nó sẽ khác, không như năm ngoái năm kia. Tức là về thế nào quay thế luôn thì em không làm. Em về em sẽ dọn qua cho nó khá là đẹp rồi bắt đầu mới quay. Đây là SP4TI. Đấy, phần tần của nó xịn luôn. Đấy, phần tần của nó to đùng này, hai cuộn cảm to đùng này. Đấy, mạch của nó đây. Trời hơi tối rồi. Về là em sẽ dọn cho nó khá là sạch đẹp rồi bắt đầu em mới quay nhá. Chứ còn về một cứ đoạn để cắt bao xong là như ngày xưa thì có bác chê quá. Nhưng vẫn phải cố quay lại những video nó chân thực như này để các bác cùng xem hàng hóa bên em nó có như nào. Về thì số lượng nhiều lắm, 13 đôi nọ và 6 đôi kia. Đó là 13 đôi 6210 và 6 đôi 101. SP4TI thì về được có một đôi. Bát em đang để trong nhà nhưng mà đang vệ sinh lại nên là không muốn quay. Đây là cái bát của con 6210 này. Về con nô thì nó đẹp, con nô hơi xấu. Đấy. Thì giá em báo luôn nhá. Đôi Oka 101 thì giá là 5 triệu một đôi bao ship. 5 triệu một đôi bao ship. Còn 6210 thì là 9 triệu một đôi bao ship. Đó. Có những đôi nào nó xấu xấu thì em sẽ chủ động giảm giá cho các bác. Như đôi này này, Trung Quốc họ thay gân, nhìn chung hơi xấu. Đôi này thì chỉ dưới 9 triệu. Còn bao nhiêu những cái đôi này đẹp này, đôi này sẽ là 9 triệu nhé. Vâng. Thì tiện đây em kể luôn nhé, bởi vì cái Nodeca này này, nhiều anh em nói là bãi của Anh Quốc nhưng mà thật ra là không phải bãi Anh Quốc đâu nhá. Thương hiệu đến từ Anh Quốc rồi, còn sản xuất do công tác giáp thì lại Trung Quốc. Bởi vì cái website của Decadana King ấy thì là có địa chỉ thực tế là nằm tại China, tức là nằm tại Trung Quốc chứ không phải là bãi xịn của Anh Quốc các bác nhá. Nên anh em nào bán DK hay là gì đấy thì cũng gọi buffet nó vừa vừa thôi, còn công nghệ thì là technology thôi, còn Mazda in thì nó khác hoàn toàn. Nhưng bây giờ các bác bảo nó Anh Quốc làm gì có nó Anh Quốc nào, nhìn trông nó như thế này thôi, đây nó đậm chất. Thôi không kể nữa, nhưng mà đây là hàng xịn nên các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Những cái dòng này thì nó tiếng nó rất là hay. Đấy, thùng của nó là gỗ, gọi là gỗ vật liệu, nó gỗ bạch dương, gỗ bán ép bạch dương, sơn sần, nó có hạt sần này gọi là sần bóng mờ. Đấy, chứ không gọi là sần bóng. Những cái nô này mà em làm lại thì chắc có khi là phải chuyển đổi từ bóng mờ sang bóng thôi, chứ còn bóng mờ thì nó cũng được, tùy các bác nhé. Các bác nào thích đẹp long lanh như trong tranh thì em làm được, mà các bác nào muốn nó nguyên bản, ok em cũng làm được. Đấy. Nhà em thì thiếu gì đồ đâu, em không thiếu gì đồ thì em nghịch cả, nên là các cái này là đơn giản của em, mấy cái nô hàng bãi này đơn giản dễ dàng nhé. Có những cái thùng nào nó về nó kiểu nó quăng quật sứt mẻ nguyên cả một mảng ra thì làm nó mất công thôi, còn thực tế những cái này làm đơn giản. Đây phần tần của nó đây, nó có hai cuộn. Đấy, nó có một cuộn bát to thôi, hai cuộn, một cuộn bát to tụ chảo nó nhiều chi chít luôn. Đấy, Oka 101. Ok nhé, thì trên đây là video giới thiệu qua cho các bác về nô DK này. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm thì hãy trực tiếp nhé. Giá thì em đã báo rồi. Những cái nào nó xấu thì đọc giá nó sẽ dưới cái giá niêm yết nhé. Là các bác chốt cái đôi nào thì nhắn cho em chụp ảnh lại. Chụp ảnh cái chiếc này gì thì sẽ báo lại. Thì em sẽ trộn cái loa như trong hình ảnh của các bác, sau đó là sẽ liên lạc qua phương thức là gọi video, đóng gói, test thử. Test thử xong đóng gói rồi gửi hàng cho các bác. Các bác nào ưng cái hàng gì thì alo cho em nhé. Xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.